Trung Thực Cao Tu cập nhật xe. Xin kính chào quý anh chị trở lại với em Trường. Với số hotline liên hệ là 0866482286 ạ. Và địa chỉ kinh doanh ở ngoài Hà Nội nhà em, cơ sở 1 là 495 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Địa chỉ kinh doanh ở trong chi nhánh 2 nhà em ở trong Bình Dương là số 709 đường DT 743B, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, ngay gần ngã ba ông xã. Và ở ngoài Hà Nội này thì ngay gần Bộ Công an luôn, rất là gần mặt đường Phạm Văn Đồng. Thì hôm nay em sẽ gửi tới cho quý anh chị một cặp Toyota Fortuner phiên bản máy xăng anh chị nhé. Cả hai thì đều là phiên bản máy xăng số tự động một cầu. Đấy. Thì chiếc đầu tiên sẽ là một chiếc 2016 này anh chị này. Đấy, chiếc này thì chạy 9.6 nhá. Ghế ra rồi là củ số và vô lăng thì đều còn theo xe hết. Và lúc giờ cua thì thậm chí còn chưa hạ cơ. Đấy, chạy chuẩn 9.6 này. Và chiếc này thì nhà em đang bán với mức giá là 565 triệu này. Và mức giá chọn gói về tỉnh sẽ là 581 triệu. Chọn gói về Hà Nội là 598 triệu anh chị nhá. Đấy. Nhà em thì cơ chế một giá, tức là nó không về giá chào, giá mặc cả hay giá thu, thì để cho khách hàng đỡ phải mất công đến mặc cả cũng như là để trao đổi. Đấy. Giá cả thì đã public hết ở trên các cái nền tảng mạng xã hội cũng như là Facebook này, YouTube này cũng như là TikTok rồi anh chị nhá. Đấy. Tuy nhiên thì anh chị cứ đến đây đi trao đổi với cả em Trường, thì em Trường sẽ hỗ trợ gia độc cho thêm cho quý anh chị chút để là anh chị đi lại cũng như là cái lời cảm ơn cho anh chị may mắn nhá. Em mời anh chị đi một chút về cho chiếc này đi. Đấy, chiếc này thì lốp theo xe còn rất dày này, la răng siêu đẹp luôn anh chị. La răng rất đẹp nhá. Thường thì những chiếc bản V này sẽ là sơn la răng màu ngừa, màu đen như này, màu ghi đen như này. Còn những chiếc số sàn phiên bản G ấy, máy dầu ấy, thì nó sẽ là la răng màu nhôm anh chị nhá, không có sơn gì đâu. Nhưng mà tùy chủ xe người ta có sơn không thôi, để người ta độ cho nó giống cái bản V. Đấy. Em mời anh chị đi vào nội thất một chút này. Đấy, ghế ra thì theo xe thì đến nay đã là 7 năm rồi, vậy nên là nó cũng hơi bị nứt một chút cũng như là hơi nhăn, nhưng mà không sao cả. Đấy, tất cả thì còn rất là đẹp nhé. Đấy, cameraman chịu khó quay một chút để cho quý anh chị có thể thấy là các cái nút bấm ở trên điều hòa dù là vô lăng hay củ số thì còn rất là đẹp anh chị nhé. Đấy. Xe nhà em thì luôn luôn cam kết với quý khách hàng rất là rõ ràng, thì quý khách hàng có thể là đi check test ở mọi nơi này, mọi gara nào quý khách hàng quen. Về pháp lý thì xe không chứa chấp, không cầm cắm và không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kê biên phong tỏa. Đấy. Còn về pháp lý về kỹ thuật xe thì xe không thế chấp. Em xin lỗi, xe không bị ngập nước, không tử kích hay là động cơ sống nguyên bản, không bị tháo cổ đại tu. Rồi là xe không bị tai nạn đâm đụng ảnh hưởng đến kết cấu khung bầm taxi nhá. Đấy, các chi tiết chrome này còn siêu sáng luôn anh chị nhá. Siêu sáng luôn. Và đèn thế còn rất là trong này, các cái nhựa đèn rất trong nhá. Đó. Bên trong đây còn rất là mới này. Trần xe cũng thì cũng rất đẹp. Đấy, chưa có gọi là bẩn hay là các cái vết dơ nào đâu. Chưa bị xước sát gì nhiều. Bung những cái lớp lỉ ra này. Đấy. Lớp sơ cua đây chị nhé. Chưa hạ đâu, đằng sau thì có cảm biến rồi. Đấy, thì về phần kỹ thuật xe thì anh chị yên tâm, nhà em cam kết rất rõ ràng luôn, bao check test mọi nơi và có cam kết bằng văn bản. Thì đây là chiếc 2015 đấy anh chị này. Chiếc 2015 này thì chạy cũng hơn 9 vạn rồi. Đấy. Bên trong thì cũng còn rất là đẹp. Các bản lề này, cái chốt cửa này rất là sắc anh chị nhé. Rất sắc luôn, rất sáng luôn. Chiếc này thì chủ xe đã bọc lại bộ ghế da rồi, vẫn là bộ ghế da màu kem nhưng mà đã bọc lại rồi, thì cái đấy thì không quá quan trọng vì là cái bộ ghế da này thì màu kem này nó rất là chóng bẩn đấy anh chị này. Đấy, với cả là trải qua đến 8 năm rồi thì nó có xuống cấp thì chủ xe đã bọc lại thôi, cái đấy là điều không thể tránh khỏi được. Đấy, rất là sáng anh chị nhá. Đấy, em mời anh chị đi vào bên hông một chút này. Lốp này thì vẫn còn theo xe đây chị này, quả này quả theo xe này. Đấy, tuần thứ 22 của năm 2015 này, em xem quả này nào. Quả này cũng thế anh chị nhá. Đấy, hiện tại là đang hai bên quả này theo xe rồi. Thì em xem nốt hai quả này thế nào. Quả này cũng thế. Và cái quả này cũng thế anh chị nhá. Bốn lốp theo xe luôn. Đấy. Tức là lốp nó hơi mòn rồi nhưng mà vẫn theo xe. Chạy còn khoảng tầm được độ 2-3 vạn nữa chúng ta mới phải thay cơ. Nhưng mà em khuyên anh chị thì nên thay bộ lốp lướt hoặc là bộ lốp mới vào, vì là nó cũng 8 năm rồi, nó cũng xuống cấp rồi anh chị nhá. Chúng ta nên thay. Chiếc này chạy 9 vạn tư luôn. Đấy, cũng 9 vạn tư này. 2015 anh chị nhá. 2015 và gốc Hà Nội. Thì anh chị lấy về Hà Nội chúng ta sẽ không mất 20 triệu tiền biển nữa. Và giá này thì nhà em đang bán là 525 triệu. Chưa bao gồm chi phí sang tên bấm biển này. Chọn gói về tỉnh sẽ là 536 triệu và chọn gói về Hà Nội là 534 triệu. Thì giá này nó sẽ chênh lệch hơn với chiếc kia đâu đấy khoảng tầm độ là 40 triệu. Nói chung là xe mới và xe cũ thì nó sẽ chênh lệch nhau đâu đấy. Em xin lỗi, tức là cái chất xe nó sẽ chênh lệch nhau từ 5 cho đến 10 triệu, 15 triệu tùy vào cái chất xe anh chị nhá. Em mời chị đi vào bên trong một chút, cái phần nội thất. Ghế da thì đã ấy rồi,
đã bọc lại rồi anh chị nhá, rất là mới này. Và các cái phần điều hòa, các cái phần sơn ở trên điều hòa, tức là cái ký hiệu trên điều hòa đấy, nút bấm này, rồi là củ số vô lăng cũng còn rất đẹp anh chị nhá, rất đẹp nhá. Nói chung hai chiếc này thì siêu đẹp rồi. Nhà em thì rất ít khi làm các cái dòng xe đời sâu như này hoặc là sâu hơn, vì là phải xe thật đẹp cơ nhà em mới nhập. Thì em sẽ quan tâm một trong hai chiếc xe này, vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại là 0866482286 ạ. Em sẽ hỗ trợ và đồng hành cùng quý anh chị trong thời gian mà quý anh chị lựa chọn xe nhé. Em chào anh chị, chúc anh chị thật nhiều sức khỏe ạ.